Thầy chào em, rất vui lại được đồng hành chung với em trong cái bài giảng số 3 này. Đó là trong bài học số 3 này đó, thì thầy sẽ nói chia sẻ cho em về đó là hai mặt phẳng vuông góc. Hai mặt phẳng vuông góc. Ở cái bài học số 1 và bài học số 2 thì em đã học được đó là đường thẳng vuông góc mặt phẳng, và cái thứ hai là hai đường thẳng vuông góc với nhau. Còn trong bài học số 3 đây, được chưa? Thì cấu trúc vẫn như vậy thôi. Kiến thức thầy có phần A lớn kiến thức cơ sở, và phần B là cách giải quyết vấn đề. Thì để cho coi video không buồn ngủ và hiệu quả thì thầy nghĩ là các em phải tương tác chung với thầy. Khi thầy yêu cầu em làm cái gì thì em hãy làm điều đó. Hãy ghi chép bài cẩn thận, hãy chuẩn bị tập vở, giấy bút, thước kẻ đầy đủ, và quan trọng chuẩn bị một tinh thần tự giác để học tập. Được chưa? Rồi, mình bắt đầu em nha. Và nếu em nào mà chưa có đầy đủ mọi thứ, giấy bút, khoảng không gian, hay là nếu có một cái tai nghe càng tuyệt vời em ơi, thì em có thể ngưng video lại và đi chuẩn bị cho thầy và sẽ bắt đầu bài giảng. Rồi, thầy bắt đầu nha. Rồi, mình sẽ vào phần kiến thức cơ sở. Thì trong phần kiến thức cơ sở của phần này đó, thì thầy sẽ chia sẻ cho em cách để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau, là để chứng minh cái mặt phẳng B vuông góc mặt phẳng Q. Còn cái hình ảnh ngoài đời mà các em thấy hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì em thấy rất nhiều các em ha. Ví dụ như cái trần nhà của mình này, nó sẽ vuông góc bức tường, thì đó chính là hình ảnh của hai cái mặt phẳng vuông góc với nhau. Được chưa? Đó, rất nhiều các em ha. Rồi, vậy thì bây giờ để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mình sẽ làm cái gì? Nhưng trước khi trả lời, thầy sẽ đố em trước này. Hôm trước em coi các video số 1 và video số 2 thì thầy đố em biết nha, để chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng thì mình có cách làm sao, còn nhớ không? Rồi, thầy đố em đó. Rồi, thì nếu em nào quên thì nghĩ là nên coi lại cái video đó. Được chưa? Còn để chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau thì theo em cần phải làm cái gì? Em còn nhớ hay quên? Và nếu em nào quên thì vui lòng hãy coi lại cái video phía trước. Còn bây giờ quay lại bài này, để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc nhau thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ làm cái gì? Rồi, thì câu trả lời như sau này. Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc nhau thì ta sẽ làm cái gì? Là em sẽ chứng minh mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc mặt đấy, mặt phẳng kia. Được chưa? Thì nhắc lại, để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì em sẽ làm như vậy này. Là mình sẽ chứng minh mặt phẳng này chứa một cái đường thẳng vuông góc mặt phẳng gì đây, mặt phẳng kia. Đó, các em nhớ thầy cái đó. Vậy thầy sẽ minh họa một hình vẽ nha. Các em có thể vẽ lại cho thầy này. Mặt phẳng B vuông góc mặt phẳng Q. Vậy thì nó như sau ha. Để chứng minh cái mặt phẳng B vuông góc mặt phẳng Q thì em làm như vậy thôi. Mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc mặt phẳng kia. Thì trong bài thầy minh họa có một cái đường thẳng D. Đường thẳng D này là vuông góc, nhìn trên hình vẽ này, đường thẳng D vuông góc mặt phẳng B. Đó, mà cái đường thẳng D của mình lại nằm trong mặt phẳng gì ấy, mặt phẳng Q. Đó, thì lập tức em kết luận được ngay là mặt phẳng B và Q sẽ vuông đấy, vuông góc nhau. Đó, cái phần lý thuyết như vậy thôi. Và cuối cùng em thấy gì? Nó là đưa thành bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng. Được chưa? Đó. Rồi, em ghi chép lại nha. Và mình qua cái phần B, cách giải quyết vấn đề. Thì ví dụ số 1, thì đọc lại cái đề, rồi trong lúc này em có thể chép. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều, SA vuông góc ở đáy, gọi HK lần lượt là hình chiếu vuông góc của B trên cạnh AC và cạnh SC, Y là trung điểm của BC. Câu hỏi số 1. Và nếu bạn nào, em nào mà coi các video trước của thầy thì em sẽ quen biết ngay là câu hỏi số 1 mình hỏi cái gì rồi đó. Thầy hỏi cái gì? Là sẽ yêu cầu tụi con vẽ cái hình và phân tích cho thầy cái giả thiết. Được chưa? Rồi, các em lấy tập vở đi, thức kẻ rồi sẵn sàng vẽ hình chung với thầy và cùng phân tích cái đề này. Rồi sau đó qua phần số 2, số 3 thì sẽ nêu một số câu hỏi để các em giải quyết. Được chưa? Rồi, bắt đầu hành động đi nha. Còn nếu không sẽ rất buồn ngủ các em ha. Rồi, mình sẽ vẽ hình các em ha. Đề bài cho đáy là tam giác đều thì như các em biết rồi.
đấy là tam giác đều. Rồi đó, thì vẽ tam giác đều thì các em không nhất thiết vẽ tam giác đều đâu, các em vẽ thành những tam giác như vậy và các em hiểu là tam giác đều. Rồi bước thứ hai như thầy nói là trong cái quan hệ vuông góc á, là cái bước thứ hai là các em vẽ cái đường vuông góc ở đáy, là cái đường làm vuông góc đáy các em dựng thẳng đứng lên, đó là nguyên tắc tụi con nha, được chưa? Thì trong bài này nó cho sẵn rồi là cạnh SA sẽ vuông góc ở đáy, thì các em sẽ dựng cái cạnh SA này nè, được chưa? Dựng cạnh SA thẳng đứng lên là SA vuông góc ở đáy. Đó, thì lúc này các em sẽ biết ngay là SA sẽ vuông góc với AC, SA cũng sẽ vuông góc thẳng đây, vuông góc thẳng AB, được chưa? Và khi em có điểm S rồi, em nối S với B, em nối S với C thì em sẽ ra được các cạnh bên còn lại. Đó, rồi, được chưa? Và em có được cái hình đó. Rồi tiếp tục, H và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của B trên AC và trên SC. À, vậy là hình chiếu vuông góc, cái từ khóa này khá quen rồi ha, nghĩa là kẻ đường cao đó. Vậy là H là hình chiếu của B trên AC. Vậy thì chẳng qua làm sao ta, là em kẻ đường cao thôi. Đó, là em kẻ cái đường cao đây. Và nếu em nào tinh ý một tí, trong bài này cái điểm H của thầy ha, điểm H của thầy này, thì các em sẽ thấy ngay do cái tam giác ABC là tam giác đều, phân tích này một tí, thì nếu BH mà vuông góc AC thì chứng tỏ BH là đường cao, thì cái điểm H này cũng chính là trung điểm của A này, của AC. Tại vì tam giác đều mà, đường cao là trung tuyến là trung trực hết, được chưa? Để ý một cái điểm nhấn này. Đó, được chưa? Rồi tiếp tục, K là hình chiếu của B trên SC, thì các em kẻ hình chiếu của B trên SC, được chưa? Rồi thầy sẽ kẻ cái đường cao ở đây. Đó, điểm K ở đây. Rồi xong, mình có được điểm K, được chưa? Nghĩa là kẻ đường cao. Rồi, cái hai là Y là trung điểm của BC. Thì các em lấy điểm Y, lấy Y là trung điểm của BC. Đây, lấy cái điểm Y là trung điểm của BC. Ok, và mình xong được cái hình vẽ, được chưa? Rồi, em nào vẽ, em vẽ chưa xong nha, thì em hãy vẽ cho thầy cẩn thận. Và trước khi biết để tìm hiểu câu hỏi số 2 là cái gì,